xuất hiện dị nhân tự nhận mình có thể hô mưa gọi gió giúp khu vực Nam Bộ thoát khỏi thời tiết nắng nóng kéo dài. Chuyên gia thời tiết cho rằng hành động này không có cơ sở khoa học. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.400 đô la Mỹ một ounce vào tuần trước, vàng liệu có phải tài sản trú ẩn chính cho các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông? Thưa quý vị, người dân ở khu vực Nam Bộ đã phải căng mình để chống chọi với cái nắng nóng gay gắt suốt hơn 2 tháng nay. Tại Nam Bộ có thời điểm nhiệt độ vượt mức 39 độ C sát với mức lịch sử vào năm 1998. Thời tiết nắng nóng gay gắt và khả năng có mưa là 1%. Nếu có một điều ước dưới thời tiết Nam Bộ lúc này thì tôi chỉ ước là trời có mưa, gió mát để thoát khỏi tình cảnh oi bức khó chịu này. Với tôi thì đó chỉ là mong ước. Nhưng có một người tự xưng là có khả năng hô mưa, gọi gió và đề xuất được thử nghiệm để giúp người dân Nam Bộ. Văn bản này được lan truyền trên mạng xã hội là của Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng. Theo nội dung văn bản, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ giới thiệu trường hợp ông Lê Minh Hoàng, 57 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Điệp viết, sau hai lần gặp gỡ trực tiếp, anh Hoàng có nhờ giới thiệu anh với các tỉnh phía Nam đang bị hạn hán khô cằn và anh nói có khả năng cầu mưa hiệu quả. Song thực tế, vấn đề này chúng tôi chưa được kiểm chứng nhưng rất xót xa dằn vặt về việc nạn hạn hán, thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam nên tôi giới thiệu với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về anh Lê Minh Hoàng. Vâng, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ khẳng định chưa kiểm chứng khả năng cầu mưa của ông Hoàng, nhưng đã giới thiệu ông Hoàng với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy ông Hoàng có thể gọi mưa bằng cách nào? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với ông Lê Minh Hoàng để làm sáng tỏ vấn đề này. Xin mời trưởng quay kết nối. Vâng, xin chào ông. Ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết vì sao ông lại muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để cầu mưa không ạ? Tôi có kinh nghiệm 20 năm nay là tôi đi cầu nguyện mưa cho rất là nhiều nơi trong cả nước ạ. Đến thời điểm hiện tại khi thông tin ông có khả năng cầu mưa được đăng tải, nhiều người vẫn không khỏi hoài nghi về khả năng này của ông. Vậy trong quá khứ ông đã từng thành công cho việc cầu mưa hay chưa? Tôi cầu cho là ở quê nhà này, rồi ở Sơn La, rồi trong Lâm Đồng, cụ thể là huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng. Nói chung là nhiều nơi lắm nhưng mà tôi chỉ ghi chép được cái năm 2023 này là ghi chép tương đối đầy đủ. 2023 này tôi ghi chép được là lên trong lúc mà thành phố Sơn La họ bị thiếu nước của thủy điện phát điện đấy, với cả mùa màng cây cối hạn hán, dân nó bị chết hết ngô thì mấy cây cối tre trúc rồi nhiều cây bị chết, thì tôi lên tới giúp cho mấy tháng rồi mưa cây cối sinh xanh tốt. Nếu những lần trước đó ông đều âm thầm cầu mưa giúp dân, lần này tại sao ông lại nhờ đến sự giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp? Thì tôi xin thì là đến lúc có mưa thì công an người ta bảo là bây giờ người ta không cấm đi cầu mưa, nhưng mà mình đi vào trong này là phải có giấy đi giới thiệu của cơ quan ở ngoài Bắc này, có cơ quan nào giới thiệu thì họ vào thì sẽ có cán bộ người ta kết hợp cùng mình. Nếu mình đi mà không có giấy tờ gì thì kiểu không đúng với pháp luật. Thì tiến sĩ Hoàng Hiệp là trước là nguyên là viện phó viện trưởng của viện tiềm năng con người, thì tôi xin giấy giới thiệu của tiến sĩ để tôi vào tôi mở các cơ quan để cho nó đúng thủ tục. Vậy dự định cầu mưa cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong bao nhiêu ngày và dự kiến thì bao lâu thì có kết quả? Hy vọng tôi được vào trong đó thì các cơ quan chính quyền ở địa phương rồi nhân dân tạo điều kiện giúp tôi thì tôi vào đấy, không phải tôi gọi mưa mà tôi vào tôi cầu nguyện xong tôi xin. Thì chúng tôi cầu nguyện xong rồi chúng tôi xin, ví dụ là cho Thành phố Hồ Chí Minh đang bị hạn hán như này để tôi xin thì tôi tự tin được 90 hoặc trên 90%.
thường thường như những cái năm trước tôi vào trong đó, tôi xin thì trong vòng 4 đến 5 hôm là mưa. Thưa quý vị, trước phát ngôn của ông Lê Minh Hoàng có khả năng cầu nguyện hô mưa gọi gió, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu hành động này có cơ sở khoa học. Ngay lúc này, chúng tôi sẽ kết nối với giáo sư Phan Văn Tân, khoa khí tượng Thủy Văn và Hải Dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để lắng nghe ý kiến từ ông. Xin mời trường quay kết nối. Thưa chuyên gia, với việc một người tự nhận có khả năng hô mưa gọi gió đã gây xôn xao mạng xã hội, dưới góc độ chuyên môn, theo giáo sư thì hành động này có cơ sở khoa học hay không? Theo tôi thì đơn giản là như thế này thôi. Tôi nhận được cái thông tin này từ một cái thông tin ở trên mạng xã hội. Thì nói là có cái anh có tên là Lê Minh Hoàng có khả năng làm được cái vấn đề đó. Và anh ấy là một trong những người mà ở cái chỗ trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Thì tôi, quan điểm của tôi không hoàn toàn không phủ định một chút nào về cái tiềm năng con người cả. Tiềm năng con người nó vô cùng lắm. Chẳng hạn như người ta có thể vận công thế nọ thế kia và có thể làm cái này khác. Nhưng mà từ trước đến giờ thì tôi biết là có rất nhiều người nói về tiềm năng con người liên quan đến gọi gì, gọi mưa, gọi gió gì đấy. Thì là thực sự mà nói thì tôi không tin cái khả năng của con người làm được cái điều đó. Bởi vì bản thân cái hiện tượng này nó quá quá cái khả năng của con người. Theo tôi là như vậy. Và vì vậy cho nên là những cái thông tin này nếu như muốn kiểm chứng ấy thì ngay bây giờ đây này ở Hà Nội đây này, ông sẽ tôi bảo ông là làm thế nào đấy, làm thế nào để mà có thể là một đợt rét đậm nó quay trở về đây lại trở lại đi. Đó nè, bây giờ đang chuẩn bị nắng nóng này đã hơi oi oi một chút. Bảo đây là bây giờ muốn có một đợt rét thật sâu về Hà Nội thì ông có làm được không? Đấy. Thì nếu mà làm được thì chứng minh được thì rõ ràng là ông có tiềm năng thật. Đấy, hoặc là ở miền Nam bây giờ chẳng hạn, bây giờ hôm nay ngày mai chắc là trong cái đợt này chả không có đâu. Thế nhưng mà bảo đây là trong vòng một tuần nữa, ông làm cho tôi một tuần nữa là ông ở Hà Nội hay ở đâu đó làm cho tôi một tuần nữa là bảo đây là có một cơn mưa thật to ở cả cái diện rộng trên toàn bộ thành của trên toàn bộ khu vực Nam Bộ, có làm được không? Nếu mà làm được thì rõ ràng là tiềm năng con người là có thật. Nhưng mà tôi không tin là cái khả năng có thể xảy ra. Trong bối cảnh thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ lúc này, hiện tượng mưa sẽ xuất hiện khi nào, thưa chuyên gia? Chúng ta rất nhiều người đọc cái câu chuyện Tam Quốc ngày xưa có cái ông Khổng Minh ấy, ông cũng lập đàn để cầu mưa gọi gió. Nhưng bản chất của cái hiện tượng này không phải là ông lập đàn để cầu mưa gọi gió mà bản thân ông là người có thể nói là dự báo khá chính xác về cái thời điểm có thể xuất hiện cái mưa, cái dông này khác. Thế thì cái việc mà cái người này nói là gọi là cầu mưa thì nếu như mà người để có tiềm năng thực sự thì tôi kỳ vọng rằng là ông này ông có thể là làm dự báo được. Đấy, dự báo theo cái nghĩa là xem thiên văn ấy, trên thông tin văn địa tương địa lý và bằng một cái cảm nhận nào đó người ta có thể suy diễn ra được rằng là ngày nọ có mưa, ngày kia có mưa. Đấy, thế nhưng mà đối với cái điều kiện của miền Nam hiện nay, tức là khu vực Nam Bộ hiện nay đang chịu cái nắng nóng cũng như là cái vùng Tây Nguyên cũng có. Tây Nguyên thì mặc dù là cũng tình huống tương tự nhưng mà anh vì độ cao nó cao cho nên không cảm thấy nóng lắm. Đấy, thế nhưng mà ở Nam Bộ thì nóng rất nhiều bởi vì cái giai đoạn này chúng ta biết rằng là cái hoạt động của mặt trời, tức là vào cái khoảng tháng 3, tháng 4 thì nó đi gọi là góc thiên đỉnh mặt trời nó nằm ở trên đỉnh đầu, cho nên là cái giai đoạn này ấy, là giai đoạn mà nhận được rất nhiều bức xạ mặt trời là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giai đoạn này cũng giai đoạn mùa khô. Và đặc biệt tháng 3, tháng 4 này là cái giai đoạn cuối mùa khô, cho nên là cả một cái thời kỳ mùa không có mưa rồi. Bây giờ những cái giai đoạn cuối cùng này ấy, thì lại càng thiếu hụt mưa. Nói đúng hơn tức là bốc hơi để cộng thêm những cái khác, nó thiếu hụt cái lượng nước ở trong đất cũng như trong không khí, tất cả mọi thứ là rất là mạnh. Và vì vậy cho nên người ta cảm giác là cộng thêm với nắng nóng, với lại cái thiếu nước khô đi. Tức là nước ở trong đất nó hụt đi vì không có mưa. Và vì vậy những cái hiện tượng mà ta gọi là nắng nóng là một này, cái hạn hạn nó xảy ra thì là đã hiện nay là đang ở miền Nam mà đang chịu. Thì bản thân cái tháng này là cái tháng mà có khả năng xảy ra hạn khá cao, và thực từ mà nói hiện nay cũng đang có hạn, mặc dù không đến mức độ khốc liệt lắm nhưng mà nói chung là hạn đến mức độ thiếu nước, thì đặc biệt là nước mặt cũng như là nước sản xuất là có thiếu một phần. Thế còn bao giờ nó mưa thì thực sự nói thì dự báo chúng tôi chưa làm bài toán dự báo về vấn đề đó. Thế nhưng mà thông thường tính theo trung bình ấy, là cuối tháng 4 đầu tháng 5
hoặc cùng lắm mà đến giữa tháng 5 thì có khả năng là sẽ có mưa đầu mùa. Đấy. Thì cái hiện tượng mưa đầu mùa thì sẽ bắt đầu là khởi động một cái, thì nó sẽ chấm dứt cái một cái giai đoạn mùa khô khốc liệt như là năm nay. Cảm ơn chuyên gia vì những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của vụ việc này trong các bản tin tiếp theo của VTC Now. Còn bây giờ xin được chuyển sang một thông tin cũng rất được quan tâm cùng biên tập viên Quỳnh Như ở một trường quay khác. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Khánh Minh. Thưa quý vị, vàng thường được các nhà đầu tư chọn là kênh đầu tư tài chính an toàn. Đặc biệt thực tế cho thấy trong các cuộc khủng hoảng trên thế giới, vàng càng thể hiện vai trò trú ẩn an toàn của mình. Sau diễn biến mới nhất trong xung đột tại Trung Đông, Iran trực tiếp tấn công Israel và nhiều chuyên gia kinh tế dự báo căng thẳng Trung Đông có thể sẽ gây tác động đến những vấn đề kinh tế thế giới và trong đó có giá vàng và giá dầu mỏ. Vậy giá vàng sẽ ra sao trong thời gian tới và liệu với các nhà đầu tư thì vàng có còn là nơi trú ẩn an toàn nữa hay không? Giá vàng hôm nay 15 tháng 4 trên thế giới hiện đang giao dịch quanh mốc là 2.360 đô la Mỹ trên một ounce. Vàng đã vượt quá mức 2.430 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối tuần trước, đánh dấu mức cao kỷ lục mới, tăng tổng cộng 3% trong tuần và 14% tính từ đầu năm khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang. Mức tăng này của vàng thậm chí là cao hơn mức tăng 13% mà vàng đã đạt được trong cả năm 2023. Rạng sáng 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Iran đã bắn hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào Israel, đẩy xung đột Trung Đông vào mức căng thẳng. Mặc dù có quy mô đáng kể nhưng mà cuộc tấn công của Iran gây ra rất ít thiệt hại thực tế ở Israel. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng về khả năng trả đũa của Iran đối với Israel sau vụ tấn công vào lãnh sự quán nước này ở Syria. Hành động như vậy có thể làm leo thang căng thẳng khu vực và lan sang một cuộc xung đột rộng hơn. Giới phân tích cho rằng căng thẳng địa chính trị sẽ khiến các quốc gia chuyển sang tích trữ vàng. Những mức tăng kỷ lục liên tiếp của giá vàng đã lần lượt được chinh phục bất chấp sức mạnh của đồng đô la Mỹ và kỳ vọng lãi suất của Mỹ lẫn việc vàng đang ở trạng thái quá mua. Tuần này thì 12 nhà phân tích của phố Wall đã tham gia khảo sát của Kitco News. Kết quả cho thấy tỷ lệ lạc quan thậm chí còn lớn hơn tuần trước. Và 9 chuyên gia tương đương với 83% dự báo rằng giá vàng thậm chí còn tăng cao hơn vào tuần này, trong khi hai nhà phân tích còn lại chiếm 17% dự đoán rằng giá vàng sẽ giảm. John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại World Trading cho rằng mối đe dọa leo thang giữa Iran và Israel đã đẩy các nhà giao dịch tìm đến thị trường vàng và đô la Mỹ ngay từ cuối tuần trước. Ông cho biết trong thời điểm không chắc chắn thì mọi người đều quay trở lại với vàng và đô la Mỹ vì chúng có tính ổn định trong nhiều thập kỷ. Còn chuyên gia kim loại quý Mark Leibovitz tin rằng chu kỳ tăng giá hiện tại có thể còn dư địa 300 đô la Mỹ. Ông dự báo thị giá sẽ đạt mức đỉnh là 2.700 đô la Mỹ vào tháng 5. Vâng, thưa quý vị, xung đột lan rộng ở Trung Đông liệu có mở màn cho cơn sốt vàng hay không và giá vàng thế giới tăng sẽ ảnh hưởng ra sao đến giá vàng trong nước? Chúng tôi sẽ kết nối với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe phân tích từ vị chuyên gia này. Xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, vào cuối tuần trước thì giá vàng thế giới đã đánh dấu mức tăng kỷ lục là 2.430 đô la Mỹ trên một ounce. Trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel thì Phó giáo sư có suy nghĩ như thế nào về kênh đầu tư này cùng với đà tăng của vàng trong thời gian tới ạ? Trong thời gian tới thì chúng ta thấy được rằng là sẽ có nhiều cái yếu tố để mà hỗ trợ giá vàng ở trong trung hạn. Thứ nhất thì về cái căng thẳng về địa chính trị ở cái khu vực Trung Đông cũng như là cái cuộc chiến Nga-Ukraine thì hiện tại cũng chưa đến hồi kết, và những cái vấn đề như là trong năm nay thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với lại cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và nếu trường hợp mà tổng thống Donald Trump tái cử lần này thì nó cũng sẽ đưa ra được những cái vấn đề bất định của nền kinh tế toàn cầu cũng như là cái yếu tố về địa chính trị. Do vậy thì với cái tình hình mà chúng ta đang trải qua những cái giai đoạn gọi là thời kỳ bất định, tức là rất khó để mà chúng ta dự báo được rằng là trong tương lai điều gì có thể xảy ra, thì nó dẫn đến cái việc đó là mọi người họ cố gắng họ tìm một cái kênh đầu tư hoặc là một kênh trú ẩn an toàn, thì đó vàng nó trở thành một cái kênh đầu tư như vậy, và do đó thì nó mang lại cái sức hút trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt nữa đó là cái yếu tố về cái chính sách tiền tệ của Mỹ nữa. Mặc dù là lạm phát của Mỹ tăng cao dự kiến và khả năng mà Fed giảm lãi suất trong quý 2 thì sẽ rất là khó, nhưng mà mọi người vẫn kỳ vọng là trong tương lai thì Fed sẽ bắt đầu là giảm lãi suất, và khi mà Fed giảm lãi suất thì nó cũng sẽ là cái yếu tố để mà hỗ trợ
cho giá vàng thế giới. Thì thông qua đó thì chúng ta thấy được rằng là hiện nay có khá nhiều thông tin để mà hỗ trợ cho giá vàng ở trong trung hạn có thể tiếp tục tăng và đạt những cái đỉnh cao hơn so với là cái thời điểm hiện tại. Chắc chắn là trong ngắn hạn thì sẽ có lúc mà vàng tăng hoặc là giảm, nhưng mà hiện nay cái xu hướng mà tăng trong trung hạn thì chúng ta thấy được rằng là nó khá là rõ nét, và cái xác suất mà để mà vàng quay đầu giảm thì nó sẽ khó hơn là cái xác suất mà vàng có thể là tiếp tục tăng ở trong thời gian tới. Vâng, vậy liệu đà tăng của vàng thế giới có thể ảnh hưởng ra sao đến giá vàng trong nước? Thì như chúng ta biết được rằng là giá vàng trong nước và thế giới thì nó cũng sẽ có một cái sự liên thông nhất định với nhau, và khi mà giá vàng thế giới tăng thì giá vàng trong nước cũng sẽ có xu hướng tăng theo. Và một cái yếu tố nữa là do là cái nguồn cung vàng trong nước hiện nay chúng ta đang bị khan hiếm. Về cái nhập khẩu vàng thì vừa qua thì ngân hàng nhà nước mới công bố về cái việc mà tăng cung vàng miếng hoặc là vàng nguyên liệu, nhưng mà đó chỉ mới là thông báo thôi, chứ chúng ta chưa có cái động thái cụ thể về cái vấn đề này. Do vậy mà cái việc nhập khẩu vàng chính ngạch thì trong thời gian qua dường như là không có. Và cái thứ hai nữa là cái tình trạng nhập khẩu vàng lậu thì gần đây thì chúng ta đang siết lại cái việc mà nhập khẩu vàng lậu này, và một số cái vụ việc nhập lậu vàng là cũng đã được đưa ra ánh sáng, và điều đó làm cho những người mà nhập lậu vàng họ sợ và họ không dám nhập nữa, và làm cho cái việc đó là cái sự khan hiếm nguồn cung vàng ở trong nước, kể cả là vàng biến lẫn là vàng nguyên liệu để mà sản xuất. Và những yếu tố đó nó dẫn đến cái việc đó là cái xu hướng giá vàng trong nước thì có xu hướng là nó tăng cao hơn, bởi vì nguồn cung khan hiếm và cái nguồn cầu hiện nay chúng ta thấy là nó đang tăng đột biến. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai.